tao đi học nhá. Vâng. Cẩn thận nhá. Dạ, để cho cô cháu đi học. Cháu đi học đi. Vâng. Thank you.
thật, thầy thích thật. Học có mệt không? Có. Cơm nhé. Cơm. Ừ, mà chuyển cơm. Chuyển cơm nhé. Thế đi học có vui không? Có. Đi học có bạn có bè vui chứ nhỉ? Vâng. Các bạn thích chơi với cháu lắm cô ạ. Thế thì cố gắng học nhé. Vâng. Để ăn nhiều vào.